Tiếp nối một những vấn đề quan tâm hôm nay, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bài bình luận có tựa đề Khi tính mạng con người bị đặt dưới bàn tay long lá của nhóm lợi ích của tác giả Thảo Ngọc, đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 3 tháng 12. Mời quý vị cùng chia sẻ. Khi tính mạng con người bị đặt dưới bàn tay long lá của nhóm lợi ích. Sau sự kiện 4 công nhân ở Thanh Hóa tử vong do tiêm vaccine Tàu thì mấy hôm nay, báo chí đồng loạt đưa tin việc hàng trăm học sinh ở Thanh Hóa phải nhập viện sau khi tiêm vaccine gia hạn đã làm cho mọi người bàng hoàng và hết sức lo ngại. Cho đến nay, chỉ sau 2 ngày tiêm vaccine cho trẻ 15 đến 17 tuổi tại 27 huyện thị thành phố tại Thanh Hóa, đã có 125 học sinh phải nhập viện do tiêm vaccine gia hạn. Báo Người Lao Động ra ngày 30 tháng 11 viết, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa thông tin về hai lô vaccine COVID-19 Pfizer tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi hết hạn vào ngày 30 tháng 11, được gia hạn thêm 3 tháng. Một số phụ huynh bày tỏ sự lo lắng về chất lượng của vaccine Pfizer khi hạn sử dụng cận ngày. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, ngày 25 tháng 11, viện đã cấp 2.960.100 liều vaccine Pfizer gồm 2 lô 124001 và 123002 các tỉnh thành để triển khai tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Tại giấy chứng nhận xuất xưởng vaccine sinh phẩm, 2 lô vaccine này có hạn sử dụng tới ngày 30 tháng 11. Câu hỏi đặt ra là ai phải chịu trách nhiệm trong việc tiêm loại vaccine quá hạn và gây nên sự cố nói trên? Về hai lô vaccine Pfizer có hạn, ngày sản xuất là 18 tháng 6 của năm 2021, hạn dùng là 30 tháng 11. Ngày nhập là 21 tháng 11, giá bán của hãng là 19.5 euro mỗi liều, tổng giá trị lô hàng là 57.724.950 euro bằng chữ, với tỷ giá 26.476.54 Việt Nam đồng 1 euro, tổng giá trị quy đổi là hơn 1.500 tỷ, nghĩa là chỉ còn 7 ngày nữa là hai lô thuốc này hết hạn sử dụng, nhưng vẫn bỏ ra hơn 1.500 tỷ để nhập về, và sau đó tăng hạn sử dụng vào ngày cuối cùng của thời hạn ghi trên nhãn. Đúng là trò ảo thuật quá tuyệt vời. Người bình thường thì ai không ngu dại gì mang đồng tiền lớn như vậy để đi mua thuốc hết đát. Phải có nguồn lợi khổng lồ về việc mua hai lô hàng này thì người ta mới nhắm mắt làm việc đó. Dư luận đặt câu hỏi, Việt Nam chính thuốc tự gia hạn liệu có đang giỡn mặt tự thân? Theo ông Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, với vaccine Pfizer từ ngày 22 tháng 8 đã được Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA và Cơ quan Quản lý Dược châu Âu EMA vào ngày 10 tháng 9 thông qua hạn sử dụng từ 6 tháng lên 9 tháng. Tuy nhiên, tìm hiểu trên trang web CDC Hoa Kỳ về vấn đề liên quan thời hạn sử dụng được tự động gia hạn này, người ta không tìm thấy phản nội dung như lời ông Phan Trọng Lân nói. Báo Dân Việt ra ngày 1 tháng 12 đặt câu hỏi gia hạn vaccine Pfizer tắc trách hay coi thường dư luận. Theo đó, dư luận chỉ được biết thông tin về hai lô vaccine Pfizer tăng hạn sử dụng vào ngày cuối cùng của thời hạn ghi trên nhãn 30 tháng 11, khi mà nhiều tỉnh thành đang đồng loạt triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Đây là sự tắc trách hay coi thường dư luận. Khi các phụ huynh bỗng hoảng hốt nhận được thông báo hạn sử dụng ghi trên nhãn của vaccine chính là ngày 30 tháng 11, lập tức nhiều phụ huynh quyết định không tiêm cho con nữa. Thông tin công bố vào phút chót trước khi triển khai tiêm được xem là không rõ ràng minh bạch, cộng thêm những sự cố vaccine gần đây khiến phụ huynh càng thêm bất an. Có thể khẳng định rằng Bộ Y tế đã nắm được thông tin giới hạn của hai lô vaccine từ tháng 9 của năm 2021. Thậm chí, các cục vụ chức năng trong Bộ Y tế còn triển khai điều động thái như đã trên. Tuy nhiên, động thái quan trọng nhất và cũng để tạo sự an tâm cho dư luận khi đề cập đến những vấn đề liên quan đến sức khỏe của người dân là thông tin kịp thời thì lại không được nhắc đến. Vậy mà hôm 2 tháng 11 vừa qua, cả đạo đức sáng ngời là Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn còn ngoác mồm ra nói rằng việc gia hạn thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng vaccine. Ngoài ra, dàn đồng ca hàng trăm báo đài quốc doanh đều đồng loạt ra rã, nhai đi, nhai lại và phun ra luận điệu rằng việc gia hạn vaccine là vô hại. Thứ hỏi rằng việc hàng trăm học sinh tại Thanh Hóa sau khi tiêm vaccine quá hạn nên phải nhập viện là nguyên nhân, không phải từ vaccine thì từ cái gì? Và các quan chức có đã dám cho các con cháu nhà họ chia tay ra tiêm loại vaccine gia hạn này không? Hay chỉ ưu tiên phân phối về cho dân? Trong khi đó, Hà Nội tạm dừng tiêm hai lô vaccine Pfizer được gia hạn sử dụng cho trẻ em. Việc làm này của Hà Nội rất đáng được người dân đồng tình và ủng hộ. Tại Israel, cũng đang chuẩn bị tiêu hủy khoảng 80.000 liều vaccine Pfizer trị giá là 1.8 triệu USD vì số vaccine này hết thời hạn sử dụng. Có người chua chát nói rằng tại Việt Nam, việc quá hạn sử dụng vẫn đưa ra dùng là việc bình thường, đến như có người đã hết hạn sử dụng từ lâu. Vậy mà đã 3 lần gia hạn sử dụng đó sao? Vậy thì việc gia hạn sử dụng cho vaccine thêm 3 tháng có gì phải kêu? Chúng ta đều biết rằng, từ rất nhiều năm nay, Bộ Y tế đã hoàn toàn do nhóm lợi ích thao túng và lũng đoạn. Chưa bao giờ ngành y tế lại ta tiếng như lúc này. Cùng một lúc, một cựu bộ trưởng và 3 thứ trưởng bị kỷ luật.
Kẻ thì bị cảnh cáo, kẻ thì bị khiển trách và như Trương Quốc Cường đã phải tra tay vào còng. Còn Cao Minh Quang đang bị đề nghị Bộ Chính trị và Ban Bí thư xem xét kỷ luật. Ngoài vụ bảo kê cho bọn buôn thuốc ung thư giả thì vừa qua với vụ dịch cúm tàu, Bộ Y tế đã thả nổi, làm cho loạn giá dụng cụ xét nghiệm Tetris, tạo điều kiện cho bọn kèn kèn tha hồ hút máu dân, làm cho báo chí và dư luận hết sức bức xúc. Điều đó cho thấy sự bám rễ của các nhóm lợi ích tán tận lương tâm trong ngành y tế ghê gớm biết chừng nào. Điều đáng quan tâm nữa là về người ký quyết định gia hạn cho hai lô thuốc này là ông Phan Trọng Lân. Mới buổi sáng 30 tháng 11, từ chức vụ Viện trưởng Viện Pasteur, ông Phan Trọng Lân lên nhận chức Cục trưởng Cục Dự phòng Bộ Y tế. Thì ngay buổi chiều 30 tháng 11, ông liền ký cho gia hạn sử dụng cho hai lô thuốc Pfizer thêm 3 tháng, đến ngày 28 tháng 2 của năm 2022. Về người kế nhiệm ông Lân sau khi du học từ Mỹ về ít lâu thì Hoàng Quốc Cường, con trai mụ phù thủy Kim Tiến được bổ nhiệm làm viện phó Viện Pasteur. Nay ông Lân đi lên cục thì Hoàng Quốc Cường thay ông Lân nắm chức viện trưởng. Năm 2014, khi vụ mua thuốc ung thư giả của VN Pharma nổ ra, thì Hoàng Quốc Cường đang du học bên Mỹ và tham gia công ty buôn thuốc giả này với vai trò là cố vấn. Và hàng tháng lãnh lương của Vietnam Pharma 33 triệu mỗi tháng do chú là Hoàng Quốc Dũng ký nhận thay. Rồi đây, với tiền rừng bạc bể, rất có thể Hoàng Quốc Cường lại leo lên chức Bộ trưởng Bộ Y tế như mẹ nó trước đây, cũng từ chức này mà lên làm Bộ trưởng, để rồi gieo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân dân Việt Nam trong suốt 8 năm trời. Nếu như trường hợp này xảy ra thì không phải là con lãnh đạo làm lãnh đạo mà hồng phúc cho dân tộc mà là tai họa cho dân tộc.